Vâng, và xin thay mặt cho ban tổ chức, em xin cảm ơn lời phát biểu của thầy Phạm Văn Đức. Before the contest is started officially, we want to welcome very special and important people today. And yes, please give a big applause to welcome the judges. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi tiếng Anh hôm nay. Dr. Nguyễn Văn Hùng, Associate Professor and Dean of Faculty of Pharmacy. Phó giáo sư Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa dược, trưởng ban giám khảo. Mr. Michael Baxter, Lecturer of TEG Center, Singapore. Ông Michael Baxter, giảng viên trung tâm Anh ngữ TEG, Singapore. The President of Haiphong University of Medicine and Pharmacy Students Association, Mrs. Phạm Bích Ngọc. Thạc sĩ Phạm Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Mrs. Bùi Thị Bích Ngọc, Teacher of Rehabilitation Department. Thạc sĩ Bùi Thị Bích Ngọc, giảng viên bộ môn phục hồi chức năng. Mr. Nguyễn Ngọc Toàn, Teacher of Foreign Language Department. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, giảng viên bộ môn ngoại ngữ. I would like to introduce secretary members who will examine and sum up the team results. Và tiếp sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu ban thư ký của cuộc thi. Miss Đào Thu Hồng and Miss Tiên Hải Nhi. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Thị Thu Hồng và đồng chí Tiên Hạnh Nghi. And we do hope that all the judges and the secretaries we do fairly for all the three teams tonight. Và tôi mong rằng các ban giám khảo của cuộc thi sẽ làm việc một cách công bằng để tìm ra được đội chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. English Festival attracted almost 200 students, representing from more than 80 classes of our university. The contest includes two rounds, and tonight, three best teams will take part in four parts. We are smart, we are quick, we are talented, and we are eloquent. Cuộc thi tiếng Anh năm 2013 đã thu hút sự chú ý tham gia của tích cực của hơn 200 thí sinh đến từ hơn 80 chi đoàn trong toàn trường. Cuộc thi diễn ra với hai vòng thi và đêm chung kết hôm nay, ba đội xuất sắc nhất sẽ tham dự vào bốn phần thi. We are smart, we are quick, we are talented, and we are eloquent.